nay xin chào các cô chú anh chị và các bạn. 10 packages. Yeah. We'll take it. Let me take a picture, okay? Okay. Oh my god. Ông xã Mai nhức đầu với Mai luôn. Mai order 10 cái gói như thế này. Anh đang giao hàng cho Mai nè cô chú anh chị. Đây là ứng dụng Wee mà chuyên bán đồ châu Á cô chú anh chị ha. Thì họ giao hàng cho Mai tận nhà luôn, nói chung rất là tiện ha. Bên Mỹ bây giờ mình mua đồ châu Á mình cũng không có cần phải đi chợ châu Á đâu, mà mình có thể mình chỉ ngồi ở nhà mình order thôi. Anh xã mày hỏi mua cái gì mà tới 10 cái này dữ vậy. Wow, rất là nhiều cả nhà ha. Tại Mai mua tới gần 600 đô lận mà. Thank you so much. Right? Yeah, I'm a YouTuber. YouTuber, right? Yes. Wow. My husband just shake his head. Okay, you make money from rap, right? Thank you. How many your subscriber? 40,000. Really? Yes. What's your name? Mai. On, I'm a Vietnamese. Yeah, I know. I saw you on your notes. Ah, yes. Vietnam. Yes. Let me check your package, okay? Yes. Thank you. Okay. One more. I'll be right back. One more? Okay. Yeah, one more. Okay. Còn một cái nữa nha, cô chú anh chị. Vẫn chưa xong nha. Wow. Ông xã Mai là chỉ có biết câm nín khi thấy Mai order thôi. Mọi người thấy dữ chưa? Thật ra thì tại vì cũng lâu lắm rồi Mai không có order đồ của chú anh chị, nên thành ra là hôm nay Mai order cho nó đã cái nư vậy đó. Nó giỡn vậy thôi chứ tại vì Mai order để sẵn tiện ăn lâu luôn. Ví dụ như là có nhiều cái nước lẩu, nước phở đó cô chú anh chị, thì Mai sẽ order một lúc 5 bịch, 3 bịch gì đó, thì để dành mình ăn dần dần chứ cũng chẳng có hư hao gì ha. Còn cái thùng dừa này thì dừa rất là ngon nên thành ra là Mai order một thùng luôn. Chứ Mai không có order gì rau củ nhiều mà chỉ có order đồ khô, đồ này nọ thôi. Anh này anh rất là ngạc nhiên khi mày có kênh YouTube tới 40,000 người theo dõi ha. Thank you. Khi mà ảnh giao hàng là anh sẽ phải chụp hình trước khi, xong rồi ảnh phản hồi trong email để biết là mình đã giao rồi ha. Bên này là người ta có hình ảnh minh họa đàng hoàng. Thank you. Have a good day. Wow. Nội khiêng vô nhà cũng đủ mệt đó nha. Để Mai khiêng vô coi. Bây giờ Mai sẽ khiêng vô trong. Mai đã khiêng vào được trong nhà rồi cả nhà. Nhìn nè, có một thùng của Mai. Quá trời 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 luôn ha. Cái này là Mai order 570 mấy đô tất cả ha. Hình như là vậy. Mai không có nhớ rõ nhưng mà 570 mấy đô. Bây giờ thì xin mời cả nhà mình cùng Mai dỡ ra thử xem ở trong này có gì mà con Mai nó order dữ vậy. Đó, bãi chiến trường của Mai. Ông chồng Mai thì ông hỏi Mai là what the hell you order, là em order cái quái gì mà dữ vậy? Do we need a bigger freezer now? Ông hỏi mình có cần cái tủ đông bự hơn không? I think we should. Bây giờ thì Mai sẽ lấy dao để Mai khui ra cô chú anh chị. Thiệt là khổ lắm nè. Bây giờ thì Mai sẽ khui ra. Đầu tiên thì Mai sẽ khui cái thùng nhẹ trước ha. Cái thùng nhẹ này không biết là cái gì. Đây, cái đầu tiên chính là nấm cả nhà. Có hai bịch nấm thôi. Lại một hộp kim chi của người Hàn Quốc. Đó, cái thùng này thì trong này chỉ là đá khô thôi cả nhà. Dùng đi. Rồi, tiếp theo sẽ là cái thùng này. Thùng này thì Mai không cần khui cho mọi người cũng biết ha. Đây là thùng dừa. Thùng dừa này có 12 trái cả nha. Đây, dừa tươi bên Mỹ nè cô chú anh chị ơi. Fresh young coconut.
Dừa này thì rất là ngon. Mai uống cái dừa kia kìa, Mai không biết có phải là dừa này hay không, Mai cũng không chắc nữa. Nhưng mà Mai thấy nó ngon, thèm nước dừa quá, thì order nguyên một thùng đó cả nhà. Rồi, tiếp theo nha, cả nhà. Tiếp theo là cái thùng này. Cả nhà, cái vậy xỉn rồi. Thật sự là đủ mệt đó ha. Khi mà cái đóng vô cũng đủ mệt luôn á. À, nước yến này cô chú chị, người thấy rõ không? Hũ nước yến ha. À, mà sẽ đưa cái camera sát gần vô mà cho mọi người thấy nước yến. Đây, nước yến đây. Họ còn cho mình một cái bịch này nữa để khi mà mình đi tặng cho ai mình bỏ ở đây rất là tiện ha. Mai muốn tặng cho ai đó, Mai tặng vô cái miệng Mai thôi hà. Mày là chocolate, chocolate thì cho con gái của Mai, thì nó rất là chocolate ha. Lâu lắm rồi Mai không có đi chợ Việt Nam, do đó thì Mai mua chocolate cho nó để nó ăn vậy thôi, chứ không có gì khác hết. Đó, rồi sữa đậu nành Nuti, sữa đậu nành Việt Nam mình này cô chú anh chị, thì đó Mai order cho con gái Mai thì nó cũng thích uống sữa đậu nành. Còn cái này là mắm nước xào me, người ta xào sẵn ha. Mà thấy cũng hấp dẫn nên mới mua. Trà đào cam xả, cái trend trà đào cam xả này ở Việt Nam Mai chưa được uống, thì đó Mai phải mua hai chai để Mai uống thử. Tương ớt chin su, tương ớt chin su nhỏ xíu vậy ta, Mai tưởng nó bự lắm chứ. Rồi, đây là sốt ướp thịt nướng BBQ đó cô chú anh chị. Cái nước sốt này thì cũng khá ngon. Ở dưới đó thì Mai mua, như là Mai mua hai hộp hay sao. Chị mua cái nước sốt cái về không có cần phải pha chế sốt gì hết á, mình chỉ cần rửa sạch sườn ha. Đó, nước sốt nè, ba hộp này cô chú chị thấy không, mình mua ba hộp nước sốt ướp thịt nướng BBQ, mình chỉ cần rửa sạch sườn hoặc là nướng thịt nướng gì đó, mình đổ nước sốt này vô ướp nó rất là tiện. À, thời buổi hiện đại nên mình cũng phải hại điện ha cả nhà ha, mình cũng phải tranh thủ tiết kiệm thời gian, làm cái gì nó hay gọn lẹ thì nó hay hơn ha. Bản thân Mai thì trừ những cái gì mà mình không mua được thì Mai mới phải cực khổ làm thôi, chứ nếu mà mình có thể mình mua được thì tiết kiệm công sức và thời gian thì mình sẽ mua. Còn đây là nước sốt kho cá nha cô chú anh chị, sốt kho cá này cũng cực kỳ ngon luôn. Mà có một đợt Mai đã kho thử cho mọi người xem rồi đó, mình cũng chỉ cần đổ vô mình ướp cá rồi mình kho thôi, không có gì cầu kỳ hết á, rất là nhanh gọn lẹ. Thì Mai mua hai hũ sốt kho cá đó. Khi mà Mai mua lại thì mọi người biết là nó ngon, Mai mới mua lại ha, chứ nếu không thì mình chỉ mua một lần rồi thôi. Còn đây là cái đậu wasabi, đậu này ông xã Mai rất thích ăn. Đậu này nó hang hang ha, ông xã Mai khoái ăn cái đậu này lắm nên Mai mua cho ông xã Mai. Honey, this one for you. Huh? This one for you. What is it? Wasabi peas? Uh-huh. Let me put them all over the floor right now. Okay, thanks. Mỗi lần mà ông ăn cái đó là ông sẽ làm đổ mất cái thank you, honey. Đây là gạo SC25 của Việt Nam mình nè cô chú chị. Gạo này mà mọi người cũng nói với Mai là mua ăn thử đó. Thì hôm nay là Mai thấy là Mai order Mai mua ăn thử cô chú chị hả? Bịch nhỏ xíu thôi nè. Kệ nó đi. Nhỏ mà nó có vỏ thì đâu biết được ha. Và đây là mắm ruốc xào xả ớt rồi tiêu non kho quẹt. Ủa tiêu non kho quẹt nó có chút xíu vậy nè cả nhà. Cái hũ xíu thôi, và mắm ruốc xào xả ớt. Nãy giờ Mai mua hai loại mắm ruốc rồi đó ha. Thôi, cái mắm này thì Mai để lên đây cho người ta nhìn thấy ha, chứ mình để dưới không ai thấy mình đâu. Rồi, vậy là cũng xong cái thùng này rồi đó cả nhà ơi. Và bây giờ thì tới phiên là những cái bịch mà đông lạnh. Hình như là Mai mua đồ đông lạnh rất là nhiều luôn cả nhà. Mua quá trời đồ đông lạnh luôn. Này là chả giò tôm khoai môn. Chả giò của Mamala Kitchen là cái bếp Kim Sơn ở bên Houston, Texas á. Thấy ngon ha. Ốc hương xào me.
ốc hương Việt Nam mình á, bên này không có cô chú anh chị, hoặc là chỉ có hàng đông lạnh như thế này thôi, nên là mai mua cái này họ làm sẵn á, hàng đông lạnh á, ăn thử. Nhiều khi cũng rất là nhớ mấy cái món Việt Nam ha, khẩu vị Việt Nam. Đây là sầu riêng. Sầu riêng này, sầu riêng cái bè của chú chị Phương Ngọc cái bè, người ta lấy ra sẵn rồi. Thường thì Mai cũng ăn thử nhiều loại rồi, nhưng mà Mai thấy là sầu riêng mà ta lột ra sẵn á, ngon hơn cả nhà, tại vì nó chín rồi. Còn qua bên này mấy cái đông đá không có ngon bằng. Cái này là cũng giống chả giò, giống như chả giò nãy đó. Hai hộp ha, nên là hai hộp. Còn hôm nay Mai có mua thử một cái này nữa, đó là cà ri gà của Mamala Kitchen. Ăn thử coi nó ngon không. Không biết trong này có gà không nữa, mọi người Mai cũng không biết nữa ha. Chắc là có, đoán vậy đi. Đây là cái gì đây trời? Đây là con gà hầm sâm á cô chú anh chị, của Hàn Quốc ha. Và trong này là có thịt nè, có nguyên một con gà luôn nè. Con gà này Linh nó ăn rồi, nó nói Mai là khá là ngon, nên Mai order trên Wee về ăn thử cô chú anh chị. Thì bạn ăn thử rồi thì bạn nói mình, thì mình cũng phải ăn thử cho nó biết. Còn đây là ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa cũng nấu sẵn ha. Đó, thùng đầu tiên. Bây giờ tới cái thứ hai đây. Thiệt là nhỏ này nó mua đồ nó mệt luôn rồi đó. Mai thì ít mua trên Wee này lắm cô chú anh chị, rất là ít. Nhưng mà mỗi lần mua là vậy đó. Ba rọi cô chú anh chị nè, thịt ba rọi nè, nhìn ngon không? Người ta đóng hấp dẫn ha, nhìn người ta lựa cái số thịt ngon ghê ấy chứ. Rất là ngon, ba rọi sắc lát. Này là bánh phở. Phở. Phở này là phở, phở bò đúng rồi. Nem nướng nè cả nhà. Nem nướng. Cua đồng, cua đồng xay lực vỏ. Mọi người biết không, ở bên này họ bán một cái gói như vậy nè, người ta xay sẵn, người ta lực gã, người ta đóng đông vô ha. Mỗi lần mình nấu một tô canh là đủ, một nồi canh là đủ rồi. Một bịch như vậy là một nồi canh ha. Tiện tiện. Đây là cá kho tộ nè cô chú anh chị. Wow. Vậy là hôm nay mày không cần nấu cơm rồi đó, tại vì đồ ăn nhiều quá ha. Còn cái này là cá đông lạnh, cá này là cá ba sa gì đó cô chú anh chị. Đó, cũng một đống đồ luôn. Không biết làm sao cho nó gọn được. Và bây giờ tới cái gói thứ ba. Mai mua hai cây chả lụa, tại con Mai nó cũng khoái ăn chả lụa ha. Cái là khi Mai nấu bún bò gì á, không có chả lụa thì bỏ miếng chả lụa vô cũng ngon. Cái này là bạch tuộc, cô chú anh chị, bạch tuộc em bé, bạch tuộc nhỏ, rau bạch tuộc mini. Cái này là bánh mì nhỏ đó cô chú anh chị. Bánh mì mà người ta chưa có nướng ha, mình mua về mình để sẵn, khi nào mình muốn ăn mình nướng lên. Đây là bắp bò nè cô chú anh chị, bắp bò để mình có thể mình hầm, mình làm bò súp vang hay lago này nọ. Phở. Còn này là sầu riêng Musakin cô chú anh chị. Bởi vì Mai nói thiệt là Mai là fan của sầu riêng, vậy đó là Mai rất thích sầu riêng. Mà sầu riêng Musakin thì rất là ngon, người ta lột sẵn như vậy luôn. Mai mua hai hộp, một hộp như vậy là gần 30 đồng đó. 30 đồng là không biết bao nhiêu tiền Việt, 700-800 ngàn gì đó. Quá hết tuyệt rồi. Thịt tình luôn, thịt là tình. Tiếp theo cái thịt nhỏ nhỏ này coi là cái gì đó. Cả nhà thấy nó mệt không? Nó sắm tù dữ không? Bánh bột lọc nè, ông xã Mai rất là thích bánh bột lọc, nên là Mai mua bánh bột lọc để cho ông ăn.
phỏng tay lắm nha cả nhà. Thôi cứ tiếp theo đi. Chờ chút nha. Phở tiếp nha. Phở, mày mua hình như thế 5 hộp phở rồi. Cái này là cà phê ly sandwich, các cô chú anh chị khá là nổi tiếng bên này. Bên cái chỗ Quy này họ bán cũng rất là rẻ ha, có 5.99 đồng. Mà thấy là bán cũng ok đó, bán bằng với lại mấy cái bạn trên mạng bán. Cua đồng, nước cốt cua đồng. Để gì trời, ba khía. Cá bóng sông Trà kho sẵn nha cả nhà. Cháo bột cá lóc. Cháo bột cá lóc là cái này nổi tiếng nè, của chú anh chị trên mạng thì bán là 7 đồng một bịch gì đó. Cho mày có cá lóc thiệt nha, mày cũng mua ăn thử. Giờ là trend gì trên mạng mà mày cũng đú thử đó cả nha. Đây là ốc sốt bơ tỏi nè. Ốc này là ốc gì không biết nữa, ốc đá ốc gì ha. Này là bánh phú sĩ, bánh crepe sầu riêng phú sĩ lá dứa nè cô chú anh chị. Bánh này cho mày sầu riêng không đấy. Tôi đã tính đầu mấy sầu riêng nè. Đầu hũ cá. Khoai mỡ đông lạnh. Biết là tình. Cũng khá ha. Cái ly cà phê ly này mai nhớ là mai mua 2 chai lận. Nhưng mà chắc là chưa ra rồi. Còn 2 bịch nữa, cố lên. Xong rồi. Đây. Phở. Nước cốt phở này rất là tiện cô chú anh chị. Mama La Kitchen á, mai ăn rất là nhiều lần. Thay vì mình nấu phở mười mấy tiếng thì mình mua cái nước cốt phở này 2 4 6. Ủa mình mua 6 hộp lần hả? 6 cái bịch nước cốt phở này về thì mình chỉ cần đổ nước vào và mình có phở rồi mình để thịt bò vô ha. Ừ. Cá kho Vũ Đại nè cô chú anh chị. Trong cái hộp này họ đóng. Cà phê ly sandwich. Cá chốt trứng kho sả ba miền. Đó, cái này là tặng. Này mày mua thì cá kho tại vì nếu mà nhà Mai mà bạn nào mà chơi thân ha, mẹ Mai chắc là biết là tại sao Mai mua nhiều cá kho. Tại vì Mai rất thích ăn cá kho. Ừ, rất rất thích ăn cá kho. Đúng chuẩn phụ nữ Việt Nam ha cả nhà. Nó nhỏ này mày khùng, mày ăn cá kho thôi, mày đã đứng chữ phụ nữ Việt Nam rồi. Trời ơi là trời. Mọi người thấy không? Mọi người thấy cái bãi chiến trường của Mai chưa? Cái Mai khủng khiếp chưa? Không order thì thôi, order là vậy đó cả nhà. Mai cứ chờ ông xã Mai nói order đi, nói em muốn order đồ ăn trên mạng. Em nói em order đi. Em nói làm biển chưa. Mà mỗi lần mày order là vậy nè. Rồi cái cuối cùng rồi cả nhà ơi. Ốc hương xào bơ tỏi. Mày là đã ăn sẵn không thôi. Nấm rơm nè, trời ơi dễ thương chưa. Nấm rơm này còn nhỏ nè, ăn rất là ngon. Rất là thích luôn. Đây là đùi vịt đó cả nhà, cái này là mình chỉ mua cái đùi không thôi. Để mình làm vịt bữa nào mình buồn mình nấu vịt kho gừng cũng được ha. Đây là bún bò cô chú anh chị. Bún bò ở cái hiệu Mama La Kitchen này cũng ngon lắm. Khi mà Mai mua về thì Mai để thêm nước, để thêm xả, thêm thơm vô. Rất là thơm ngon. Thịt nạc xay. Nấm rơm. Mừng quá, hết rồi. Đây, mẹ vô, tiệm tập quá của Mai. Hôm nay là Mai mua một lúc, chưa bao giờ Mai mua nhiều đồ như hôm nay luôn. Hôm nay là Mai mua nhiều nhất cả nhà thì bị dồn nén luôn nè. Lâu quá mình không có mua nữa, thành ra là hôm nay mình mua như vậy đó. Mua cho nó đã cái nư vậy đó.
Mà thật ra thì những cái đồ này thì mình để lâu rồi không có sao hết cô chú anh chị ha, toàn là đồ đông lạnh thôi. Nên Mai sẽ đem vào trong tủ đá Mai để. Chứ còn không có những cái rau rác nhiều rau thì Mai mua đây được rồi, Mai không có cần phải order online đâu. Đó, mọi người nhìn thấy không? Mấy cái nước yến này nọ, Mai có một chai nước yến này nữa nè, cả nhà. Cái nước yến này Golden Bird Nest vậy nè, Mai chưa bao giờ uống thử, chút xíu nữa Mai sẽ uống thử ha. Mai thích nước yến. Đó. Tất cả là đây nè cả nhà ơi. Quá trời trời, con nhỏ này nó làm thí dữ thiệt chứ. Đó, cả nhà thấy không? Thật ra thì mình ngồi ở nhà mình vẫn đi chợ được bình thường ha cô chú anh chị. Nhiều người cũng hỏi là bên Mỹ có thiếu gì không? Thật ra thì không thiếu gì đâu cả nhà ơi. Thậm chí cả những cái con ốc hương như thế này người ta còn có thể, ốc lem xào dừa chứ, người ta còn có thể xào sẵn rồi người ta làm đông lạnh rồi người ta ship qua đây bằng cái đường công lạnh ha. Cái đó thì mình ăn được cái hương vị truyền thống của quê nhà luôn chứ không cần phải mà ăn những cái con ốc hương bên này. Và giống như là ốc hương xào me này cả nhà thấy không? Đó. Và cua đồng thì họ lược sẵn rồi. Cái này mình chỉ pha với nước mình nấu thôi cũng rất là tiện ha. Bên này mình vẫn ăn được canh cua, vẫn ăn được bún riêu cua bình thường. Và khoai mỡ thì họ cũng bào sẵn, họ đông lạnh cho mình. Mai thấy ở bên này thì bây giờ đồ đông lạnh nó cũng ngon, không có dở luôn các chị. Và dừa tươi nè, cả nhà thấy không? Mọi người nghĩ là bên này sẽ không có dừa tươi bởi vì bên này là bên xứ lạnh đó. Nhưng mà thực ra thì bên Mỹ họ cũng vẫn có những cái nước hàng xóm láng giềng, ví dụ như là những cái nước ở Nam Mỹ thì khí hậu của người ta vẫn là nóng ẩm, người ta trồng được rất là nhiều cái cây nhiệt đới này và người ta xuất khẩu qua bên Mỹ rất là gần, do đó thì mình vẫn có dừa tươi, mọi người thấy không? Và bánh mì đấy, nhà Mai không có biết, nhà gỗ thì Mai mua sẵn cái bánh mì như thế này nè, mình chỉ cần mình để như là đúng mình nướng thôi. Có cả hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, tiếng gì luôn nè, cô chú anh chị thấy không? Là họ chỉ cho mình là spray nước lên xong rồi mình để nghỉ thì để vô lò chiên không dầu nè, hoặc là lò nướng nè, có hai cách để mình làm. Rất là tiện lợi ha, mình ở nhà mình cũng có bánh mì nóng dầu mình ăn luôn, chấm sữa, chấm xe. Và thậm chí là họ đã đông lạnh cả cái con gà này luôn, cô chú chị thấy không? Ở trong này á là cháo, giống như là cháo vậy đó. Mình bỏ hành, bỏ ngò vô rất là ngon. Vậy Mai thấy review rồi và Mai thấy Linh ăn rồi, Linh nói cũng ngon. Cái này ngon ha, nó có mùi sâm. Và thậm chí là cả rau củ tươi người ta cũng giao đến tận nhà cho Mai như vậy luôn. Nhưng mà tại vì hôm nay Mai không có order rau củ tươi, nhưng mà đây là một ví dụ nè, cả nhà thấy không? Nấm. Nấm là rau củ tươi chứ là gì cả nhà ha. Đó thì, và cái thời buổi hiện đại này thì đây, phở nè, thấy không cả nhà? Đây là được một nồi phở cho cả nhà Mai ăn cũng khoảng được 6-7 tô rồi đó cả nhà. 5-6 tô rồi đó, để thêm nước vô nữa là được ha. Và bún bò Huế nè, thấy không? Đây là hai cái món cơ bản nhất mà mình hay thích ăn. Mai với con Mai hay thích ăn bún bò Huế với phở. Phở thì ông xã mới ăn được. Còn chả giò thì người ta cũng đông lạnh như thế này, mình chỉ cần mình để vô cái air fry mình chiên lại thôi. Rất là tiện lợi. Còn những món khác thì mình có thể mình mua đồ về mình chế biến nè, mọi người thấy không? Quá trời trời luôn. Cảm ơn cả nhà đã đập hợp cùng với Mai ngày hôm nay. Đập hợp toàn là đồ ăn thôi chứ không có đồ gì đồ dùng hết cả nhà ha. Cái này là chỉ có để vô cái bụng này thôi. Đó, thì Mai là rất là ham ăn. Tại vì mình nghĩ là một trong những cái nhu cầu cơ bản của con người là được ăn và ăn ngon, đúng không cả nhà? Vì vậy nếu mà mình ăn mình cảm thấy ngon là vẫn còn hạnh phúc. Mặc dù là mình cũng sẽ ăn ít một chút xíu, không phải là cái gì cũng ăn, không phải là ăn cho đẩy, nhưng mà mình phải biết thưởng thức. Mai thì không có tiết tiền đồ ăn. Cái quan điểm sống của Mai từ đó tới giờ thì ví dụ như mình không có tiền nhiều thì mình sẽ không mua sắm nhiều, mình sẽ không mua đồ hiệu. Nhưng mà còn ăn thì mình phải ăn ngon. Cô chú anh chị, mình không có tiết tiền đồ ăn ha. Thà mình ăn ngon, ăn ít một chút xíu còn hơn là ăn dở mà ăn nhiều. Đó. Cảm ơn cả nhà đã cùng với Mai đập hộp ngày hôm nay. Chắc là mọi người cũng hết hồn. Thì cái này thực ra thì cũng chỉ là đi chợ thôi cả nhà. Vì nhà Mai xa chợ nên mà Mai mua nhiều như vậy nên mọi người nhiều khi cũng đừng có đánh giá quá. Tại vì những cái này thì Mai cũng để trong tủ đông, Mai dùng dần dần được. Khoảng 2-3 tháng thì Mai mới order như vậy một lần, chứ không phải là tháng nào tuần nào Mai cũng order ha cả nhà. Đó không phải là Mai phung phí rồi Mai order về xong Mai vứt đi. Những cái gì mà mình mua mà mình có sử dụng thì không có phung phí cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.